Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh chuyển giao khoa học, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nuôi thủy sản theo hướng thâm canh để tăng năng suất, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, giúp bảo tồn các giống cá đặc sản và phục hồi các loài thủy sản bản địa. Thả cá, phóng sinh để tái tạo nguồn lợi thủy sản là việc làm thường xuyên của các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Vào các dịp lễ lớn trong năm như rằm tháng Giêng, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức thả cá phóng sinh tại các hồ nước lớn trên địa bàn. Cái việc làm này nó mang lại hai cái lợi ích lớn và cơ bản sau. Lợi ích thứ nhất đó là tăng trưởng cái tâm từ bi của người đệ tử Phật. Lợi ích thứ hai đó là tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta không có những các cái hành động phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản thì cái nguồn lợi thủy sản sẽ rất nhanh chóng bị cạn kiệt. Tại đầm Ao Châu, Chi cục Thủy sản phối hợp với huyện Hạ Hòa tổ chức 3 đợt thả tái tạo với gần 500.000 con cá đặc sản và thủy sản bản địa có nguy cơ tuyệt chủng do khai thác quá mức ngoài tự nhiên. Đối với nguồn lợi thủy sản thì Ủy ban nhân dân huyện cũng có các cái chỉ đạo đến chính quyền các địa phương và các hội đoàn thể cũng như là công an huyện tuyên truyền vận động bà con nhân dân nghiêm cấm các cái hình thức sử dụng các cái hình thức mà đánh bắt mang tính chất hủy diệt như là kích điện và nổ mìn. Giai đoạn 2020-2023, ngành nông nghiệp tỉnh đã phát động thả 5 đợt phóng sinh thủy sản, huy động sự đóng góp từ nguồn xã hội hóa của các tăng ni Phật tử trên 500 triệu đồng, tổ chức thả trên 5 triệu con cá giống các loại vào hệ thống hồ đầm của tỉnh. Trong cái thời gian tới thì Chi cục Thủy sản cũng đã có cái biên bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái phối hợp với giáo hội để tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh cái phong trào thả giống phóng sinh, đồng thời là nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong cái việc là thực hiện cái công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế tối đa các cái hành vi mà khai thác trái phép để đảm bảo được các cái ý nghĩa về môi trường cũng như là về mặt xã hội. Để lan tỏa việc làm này, ngày nghề cá Việt Nam mùng 1 tháng 4 năm nay, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát động và thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn thủy sản. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong môi trường tự nhiên và ngăn chặn các biện pháp khai thác tận diệt để phát triển thủy sản bền vững.